Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, trong giai đoạn trước bất khả đắc, giai đoạn sau bất khả đắc, giai đoạn giữa bất khả đắc, sắc uẩn cho đến thức uẩn vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Nhãn xứ cho đến ý xứ vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Sắc xứ cho đến pháp xứ vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Nhãn giới cho đến ý giới vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Sắc giới cho đến pháp giới vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Nhãn xúc cho đến ý xúc vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ cho ý xúc làm duyên sanh ra vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Địa giới cho đến thức giới vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Vô minh cho đến lão tử vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Tám giải thoát chín tịnh thứ đệ vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Năm loại mắt sáu phép thần thông vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất khẩu vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Thánh đế khổ tập diệt đạo vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Chân như cho đến cảnh giới bất tương nghỉ vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Thành phần độc giác đại thừa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát cùng với sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu bất khả đắc, đại Bồ Tát lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy cho đến đại Bồ Tát cùng với thanh văn độc giác đại thừa vô sở hữu bất khả đắc, đại Bồ Tát lìa thanh văn độc giác đại thừa vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy bạch Thế Tôn, đối với tất cả pháp này, con dùng tất cả loại, tất cả nơi, tất cả thời, để cầu đại Bồ Tát hoàn toàn không chỗ thấy bất khả đắc. Điều gì đã khiến con dùng bát nhã ba la mật đa chỉ dạy truyền trao cho các đại Bồ Tát? Lại nữa, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh, cũng như nói ngã vân vân hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh nên hoàn toàn không tự tánh. Các pháp cũng vậy, hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh hoàn toàn không tự tánh. Bạch Thế Tôn, những sắc cho đến thức nào hoàn toàn không sanh? Nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là sắc cho đến thức. Như vậy cho đến những thanh văn độc giác đại thừa nào hoàn toàn không sanh? Nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là thanh văn độc giác đại thừa. Bạch Thế Tôn, con đâu dùng bát nhã ba la mật đa hoàn toàn không sanh mà dạy dỗ truyền trao đại Bồ Tát hoàn toàn không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu xa lìa pháp hoàn toàn không sanh thì không có đại Bồ Tát thực hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát nào nghe thuyết như vậy, tâm không chìm đắm, cũng không yêu sầu hối hận, tâm kia cũng không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, nên biết đại Bồ Tát này có thể hành bát nhã ba la mật đa. Bấy giờ cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi cụ thọ Thiện Hiện: Do duyên gì mà nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước bất khả đắc, giai đoạn sau bất khả đắc, giai đoạn giữa bất khả đắc,
Do duyên gì mà nói sắc uẩn cho đến thức uẩn vô biên, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên. Như vậy cho đến thanh văn độc giác Đại Thừa vô biên, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên. Do duyên gì mà nói Đại Bồ Tát cùng với sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu bất khả đắc, Đại Bồ Tát xa lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy cho đến Đại Bồ Tát cùng với thanh văn độc giác Đại Thừa vô sở hữu bất khả đắc, Đại Bồ Tát xa lìa thanh văn độc giác Đại Thừa vô sở hữu bất khả đắc. Do duyên gì mà nói đối với tất cả pháp này có dùng tất cả loại, tất cả nơi, tất cả thời để cầu Đại Bồ Tát hoàn toàn không chỗ thấy bất khả đắc? Điều gì đã khiến con dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa để dạy dỗ truyền trao cho các Đại Bồ Tát? Do duyên gì mà nói các Đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không tự tánh? Do duyên gì mà nói như nói ngã vân vân hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh nên hoàn toàn không tự tánh? Do duyên gì mà nói các pháp cũng vậy, hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh nên hoàn toàn không tự tánh? Do duyên gì mà nói những sắc cho đến thức nào hoàn toàn không sanh? Như vậy cho đến những thanh văn độc giác Đại Thừa nào hoàn toàn không sanh? Do duyên gì mà nói nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là sắc cho đến thức? Như vậy cho đến nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là thanh văn độc giác Đại Thừa. Do duyên gì mà nói còn đâu có thể dùng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn không sanh mà dạy dỗ truyền trao cho Đại Bồ Tát hoàn toàn không sanh? Do duyên gì mà nói nếu xa lìa pháp hoàn toàn không sanh thì không có Đại Bồ Tát thực hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Do duyên gì mà nói nếu Đại Bồ Tát nào nghe thuyết như vậy mà tâm không chìm đắm, cũng không yêu sầu sợ hãi, tâm kia không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, thì nên biết Đại Bồ Tát này có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này cụ thọ, nay ông nên vì tôi mà diễn thuyết. Lúc đó cụ thọ thiện hiện trả lời ngài Xá Lợi Tử: Thưa tôn giả, theo lời ngài hỏi, do duyên gì mà nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước bất khả đắc, giai đoạn sau bất khả đắc, giai đoạn giữa bất khả đắc? Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì hữu tình vô sở hữu nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì hữu tình không nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì hữu tình xa lìa nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì hữu tình vô tự tánh nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc uẩn cho đến thức uẩn không nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc uẩn cho đến thức uẩn xa lìa nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc uẩn cho đến thức uẩn không tự tánh nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, nhãn xứ cho đến ý xứ vô sở hữu nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn xứ cho đến ý xứ không nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn xứ cho đến ý xứ xa lìa nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn xứ cho đến ý xứ không tự tánh nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, sắc xứ cho đến pháp xứ vô sở hữu nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc xứ cho đến pháp xứ không nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc xứ cho đến pháp xứ xa lìa nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc xứ cho đến pháp xứ không tự tánh nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, nhãn giới cho đến ý giới vô sở hữu nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn giới cho đến ý giới không nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn giới cho đến ý giới xa lìa nên nói các Đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc.
nhãn giới cho đến ý giới không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, sắc giới cho đến pháp giới vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc giới cho đến pháp giới không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc giới cho đến pháp giới xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc giới cho đến pháp giới không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, nhãn thức giới cho đến ý thức giới vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, nhãn xúc cho đến ý xúc vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn xúc cho đến ý xúc không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn xúc cho đến ý xúc xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn xúc cho đến ý xúc không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, địa giới cho đến thức giới vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Địa giới cho đến thức giới không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Địa giới cho đến thức giới xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Địa giới cho đến thức giới không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, vô minh cho đến lão tử vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vô minh cho đến lão tử không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vô minh cho đến lão tử xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vô minh cho đến lão tử không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc.
bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo xa liền. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không tự tánh. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, bốn tịnh lượng, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vô sở hữu. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc bốn tịnh lượng, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc bốn tịnh lượng, bốn vô lượng, bốn định vô sắc xa lìa. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không tự tánh. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, tám giải thoát, chín định thứ đệ vô sở hữu. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc tám giải thoát, chín định thứ đệ không. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc tám giải thoát, chín định thứ đệ xa điểm. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc tám giải thoát, chín định thứ đệ không tự tánh. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, vô sở hữu. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện không. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện xa lìa. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện không tự tánh. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, năm loại mắt, sáu phép thần thông vô sở hữu. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc năm loại mắt, sáu phép thần thông không. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc năm loại mắt, sáu phép thần thông không tự tánh. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô sở hữu. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng không. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng xa lìa. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng không tự tánh. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, do không quên mất tánh luôn luôn xả vô sở hữu. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc pháp không quên mất tánh luôn luôn xả xa lìa. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không tự tánh. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô sở hữu. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng xa lìa. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không tự tánh. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử, tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa vô sở hữu. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa không. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa xa lìa. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa không tự tánh. Nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử,
Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc tịnh quán địa cho đến Như Lai địa không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc tịnh quán địa cho đến Như Lai địa xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc tịnh quán địa cho đến Như Lai địa không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, thánh đế khổ tập diệt đạo vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Thánh đế khổ tập diệt đạo không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Thánh đế khổ tập diệt đạo xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Thánh đế khổ tập diệt đạo không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, thanh văn độc giác đại thừa vô sở hữu, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Thành văn độc giác đại thừa không, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Thành văn độc giác đại thừa xa lìa, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Thành văn độc giác đại thừa không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Xá lợi tử, vì hữu tịnh cho đến đại thừa vô sở hữu, không xa lìa, không tự tánh, nên nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Xá lợi tử, chẳng phải hữu tịnh cho đến đại thừa vô sở hữu có sai khác, chẳng phải hữu tịnh cho đến đại thừa không có sai khác, chẳng phải hữu tịnh cho đến đại thừa xa lìa có sai khác, chẳng phải hữu tịnh cho đến đại thừa không tự tánh có sai khác, chẳng phải đại Bồ Tát trong giai đoạn trước có sai khác, chẳng phải đại Bồ Tát trong giai đoạn sau có sai khác, chẳng phải đại Bồ Tát trong giai đoạn giữa có sai khác. Xá lợi tử, hữu tình cho đến đại thừa vô sở hữu, hữu tình cho đến đại thừa không, hữu tình cho đến đại thừa xa lìa, hữu tình cho đến đại thừa không tự tánh, đại Bồ Tát trong giai đoạn trước, đại Bồ Tát trong giai đoạn sau, đại Bồ Tát trong giai đoạn giữa, tất cả như thế đều không hai, không hai phần. Xá lợi tử, do nhân duyên này cho nên tôi nói, các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc.
Lại nữa Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì mà nói sắc uẩn cho đến thức uẩn vô biên, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên. Như vậy cho đến thành văn độc giác Đại Thừa vô biên, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, sắc uẩn cho đến Đại Thừa đều như hư không. Vì sao? Vì hư không không, khoảng trước sau giữa đều bất khả đắc. Do trong vô biên đó bất khả đắc nên gọi là hư không. Sắc uẩn cho đến Đại Thừa cũng như vậy, giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc uẩn cho đến Đại Thừa đều tánh không, trong không, giai đoạn trước, giai đoạn sau, giai đoạn giữa đều bất khả đắc. Cũng do trong vô biên đều bất khả đắc nên gọi là không. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói sắc uẩn cho đến thức uẩn vô biên, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên. Như vậy cho đến thành phần độc giác Đại Thừa vô biên, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên. Lại nữa Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì mà nói Đại Bồ Tát cùng với sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu, bất khả đắc, Đại Bồ Tát xa lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu, bất khả đắc. Như vậy cho đến Đại Bồ Tát cùng với thanh văn độc giác Đại Thừa vô sở hữu, bất khả đắc, Đại Bồ Tát xa lìa thanh văn độc giác Đại Thừa vô sở hữu, bất khả đắc. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, sắc uẩn cho đến Đại Thừa, sắc uẩn cho đến Đại Thừa tánh không. Vì sao? Vì trong sắc uẩn cho đến Đại Thừa tánh không, sắc uẩn cho đến Đại Thừa vô sở hữu, bất khả đắc, cho nên các Đại Bồ Tát cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Xá Lợi Tử, chẳng phải sắc uẩn cho đến chẳng phải Đại Thừa, chẳng phải sắc uẩn cho đến chẳng phải Đại Thừa tánh không. Vì sao? Vì trong chẳng phải sắc uẩn cho đến chẳng phải Đại Thừa tánh không, chẳng phải sắc uẩn cho đến chẳng phải Đại Thừa vô sở hữu, bất khả đắc, cho nên các Đại Bồ Tát cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói Đại Bồ Tát cùng với sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu, bất khả đắc, Đại Bồ Tát xa lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu, bất khả đắc. Như vậy cho đến Đại Bồ Tát cùng với thanh văn độc giác Đại Thừa vô sở hữu, bất khả đắc, Đại Bồ Tát xa lìa thanh văn độc giác Đại Thừa vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì lại nói đối với tất cả pháp này con dùng tất cả loại, tất cả nơi, tất cả thời để cầu Đại Bồ Tát hoàn toàn không chỗ thấy, bất khả đắc? Điều gì đã khiến con dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa mà dạy dỗ truyền trao cho các Đại Bồ Tát? Thưa Ngài Xá Lợi Tử, sắc đối với sắc bất khả đắc, sắc đối với thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, thọ đối với thọ bất khả đắc, thọ đối với sắc tưởng hành thức cũng bất khả đắc, tưởng đối với tưởng bất khả đắc, tưởng đối với sắc thọ hành thức cũng bất khả đắc, hành đối với hành bất khả đắc, hành đối với sắc thọ tưởng thức cũng bất khả đắc, thức đối với thức bất khả đắc, thức đối với sắc thọ tưởng hành cũng bất khả đắc. Xá Lợi Tử, nhãn xứ đối với nhãn xứ bất khả đắc, nhãn xứ đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng bất khả đắc, nhĩ xứ đối với nhĩ xứ bất khả đắc, nhĩ xứ đối với nhãn nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng bất khả đắc, tĩ xứ đối với tĩ xứ bất khả đắc, tĩ xứ đối với nhãn nhĩ thiệt thân ý xứ cũng bất khả đắc, thiệt xứ đối với thiệt xứ bất khả đắc, thiệt xứ đối với nhãn nhĩ tĩ thân ý xứ cũng bất khả đắc, thân xứ đối với thân xứ bất khả đắc, thân xứ đối với nhãn nhĩ tĩ thiệt ý xứ cũng bất khả đắc, ý xứ đối với ý xứ bất khả đắc, ý xứ đối với nhãn nhĩ tĩ thiệt thân xứ cũng bất khả đắc. Xá Lợi Tử, sắc xứ đối với sắc xứ bất khả đắc, sắc xứ đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng bất khả đắc, thanh xứ đối với thanh xứ bất khả đắc, thanh xứ đối với sắc hương vị xúc pháp xứ cũng bất khả đắc, hương xứ đối với hương xứ bất khả đắc, hương xứ đối với sắc thanh vị xúc pháp cũng bất khả đắc, vị xứ đối với vị xứ bất khả đắc, vị xứ đối với sắc thanh hương xúc pháp xứ cũng bất khả đắc, xúc xứ đối với xúc xứ bất khả đắc, xúc xứ đối với sắc thanh hương vị pháp xứ cũng bất khả đắc, pháp xứ đối với pháp xứ bất khả đắc, pháp xứ đối với sắc thanh hương vị xúc xứ cũng bất khả đắc. Xá Lợi Tử, nhãn giới đối với nhãn giới bất khả đắc, nhãn giới đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng bất khả đắc,
nhĩ giới đối với nhĩ giới bất khả đắc, nhĩ giới đối với nhãn tỷ thiệt thân, ý giới cũng bất khả đắc. Tỷ giới đối với tỷ giới bất khả đắc, tỷ giới đối với nhãn nhĩ thiệt thân ý giới cũng bất khả đắc, thiệt giới đối với thiệt giới bất khả đắc, thiệt giới đối với nhãn nhĩ tỷ thân ý giới cũng bất khả đắc, thân giới đối với thân giới bất khả đắc, thân giới đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt ý giới cũng bất khả đắc, ý giới đối với ý giới bất khả đắc, ý giới đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân giới cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, sắc giới đối với sắc giới bất khả đắc, sắc giới đối với thành hương vị xúc pháp giới cũng bất khả đắc, thành giới đối với thanh giới bất khả đắc, thành giới đối với sắc hương vị xúc pháp giới cũng bất khả đắc, hương giới đối với hương giới bất khả đắc, hương giới đối với sắc thanh vị xúc pháp giới cũng bất khả đắc, vị giới đối với vị giới bất khả đắc, vị giới đối với sắc thanh hương xúc pháp giới cũng bất khả đắc, xúc giới đối với xúc giới bất khả đắc, xúc giới đối với sắc thanh hương vị pháp giới cũng bất khả đắc, pháp giới đối với pháp giới bất khả đắc, pháp giới đối với sắc thanh hương vị xúc giới cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, nhãn thức giới đối với nhãn thức giới bất khả đắc, nhãn thức giới đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng bất khả đắc, nhĩ thức giới đối với nhĩ thức giới bất khả đắc, nhĩ thức giới đối với nhãn tỷ thiệt thân ý thức giới cũng bất khả đắc, tỷ thức giới đối với tỷ thức giới bất khả đắc, tỷ thức giới đối với nhãn nhĩ thiệt thân ý thức giới cũng bất khả đắc, thiệt thức giới đối với thiệt thức giới bất khả đắc, thiệt thức giới đối với nhãn nhĩ tỷ thân ý thức giới cũng bất khả đắc, thần thức giới đối với thân thức giới bất khả đắc, thần thức giới đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt ý thức giới cũng bất khả đắc, ý thức giới đối với ý thức giới bất khả đắc, ý thức giới đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức giới cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, nhãn xúc đối với nhãn xúc bất khả đắc, nhãn xúc đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng bất khả đắc, nhĩ xúc đối với nhĩ xúc bất khả đắc, nhĩ xúc đối với nhãn tỷ thiệt thân ý xúc cũng bất khả đắc, tỷ xúc đối với tỷ xúc bất khả đắc, tỷ xúc đối với nhãn nhĩ thiệt thân ý xúc cũng bất khả đắc, thiệt xúc đối với thiệt xúc bất khả đắc, thiệt xúc đối với nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc cũng bất khả đắc, thân xúc đối với thân xúc bất khả đắc, thân xúc đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xúc cũng bất khả đắc, ý xúc đối với ý xúc bất khả đắc, ý xúc đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xúc cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc, các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc, các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc, các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc, các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn nhĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc, các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc, các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc, các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc, các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc, các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc, các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, địa giới đối với địa giới bất khả đắc, địa giới đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng bất khả đắc, thủy giới đối với thủy giới bất khả đắc, thủy giới đối với địa hỏa phong không thức giới cũng bất khả đắc, hỏa giới đối với hỏa giới bất khả đắc, hỏa giới đối với địa thủy phong không thức giới cũng bất khả đắc, phong giới đối với phong giới bất khả đắc, phong giới đối với địa thủy hỏa không thức giới cũng bất khả đắc.
Không giới đối với không giới bất khả đắc, không giới đối với địa thủy hỏa phong thức giới cũng bất khả đắc. Thức giới đối với thức giới bất khả đắc, thức giới đối với địa thủy hỏa phong không giới cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, nhân duyên đối với nhân duyên bất khả đắc, nhân duyên đối với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng bất khả đắc. Đẳng vô gián duyên đối với đẳng vô gián duyên bất khả đắc, đẳng vô gián duyên đối với nhân duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng bất khả đắc. Sở duyên duyên đối với sở duyên duyên bất khả đắc, sở duyên duyên đối với nhân duyên, đẳng vô gián duyên, tăng thượng duyên cũng bất khả đắc. Tăng thượng duyên đối với tăng thượng duyên bất khả đắc, tăng thượng duyên đối với nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, vô minh đối với vô minh bất khả đắc, vô minh đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc. Hành đối với hành bất khả đắc, hành đối với vô minh thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc. Thức đối với thức bất khả đắc, thức đối với vô minh hành danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc. Danh sắc đối với danh sắc bất khả đắc, danh sắc đối với vô minh hành thức lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc. Lục xứ đối với lục xứ bất khả đắc, lục xứ đối với vô minh hành thức danh sắc